Đâu? Quỷ đen anh giấu chỗ nào? Lôi ra đây! Nhanh lên! Còn nữa! Tiếp! Giấu trong cái điều khiển! Anh giỏi em nhiều hồn đấy! Con non mà xanh lắm! Mẹ xem ơi, con thèm lắm. Thôi phần bố con ạ. Vâng mẹ ạ. Vậy mẹ bé lên cho bố nha. Lâu thế nhỉ? Đây của anh đây. Dã rồi à? Tôi hết cả bụng rồi à? Ta xem nào. Đây của anh đây. Chị em xin cái càng thế thôi. Thôi hỏng rồi. Hỏng cái gì vậy con? Bố hãy lừa mẹ xem rồi. Lừa mẹ xem nào. Nè mẹ. Quả này thì ông chết với tôi rồi. Quả này ông mẹ này ông chết với tôi nghe chưa? Mẹ chưa ăn được miếng nào. Mày quá còn một cái chân. Bố ở đâu? Ở nhà quét nhà. Đóng hết cả hàng đi nha. Đúng à, con khỉ đi rồi. Mỗi mình nhà khổ chết không biết. Hey, tôi về với bạn đây. Đúng là bạn của tôi. Tình nghĩa anh em bấy lâu nay bao giờ đổi thay. Bạn ơi, đố bạn thì tôi khổ lắm. Tôi cũng khổ chứ có sung sướng gì đâu. Giới thiệu là này. Khương muốn lấy Hà Giang. Bôi đâu? Bôi nát. Đâu nữa? Chân. Bạn thấy chưa? Tôi khổ lắm. Con này giỏi thật. Bạn cứ để tôi. Hả? Một cái tiền không cho vay 50. Tài rồi. Cho lên chết. Đấy, tài. Làm thế nào để có tiền đi chơi à? Mày nhìn cái chó gì? Lượn. Lượn thì lượn. Làm nào để tán được cái yến nhỉ? Em có cách. Mày thì có cái cách chó gì? Lục. Thế anh muốn làm rể mẹ em không? Có. Chào. Lục. Thanh niên chứ chị đã bỏ cuộc rồi. Em ơi. Làm sao? Hình như ngã hay sao ấy. Ngã đâu nằm im đấy. Nằm xuống đây. Em ơi. Làm sao nữa? Anh nghe không ổn đâu. Này đợi bảo hiểm lâu lắm. Hả? À. Có để ngủ không nhỉ? Thôi, vậy dậy đi đi. Ừ. Em buộc cho mình đâu, mình nằm chết mệt. Đang ngồi suốt ngày bác phát tình. Mất ông nhà hả? Ừ. Bố đây là ông nhà không? Có anh ơi. Giúp thì đơn giản, nhưng mà có đi có lại. Em giúp được gì cho anh? Mày giúp tao tán được con yến. Đơn giản. Chờ tao tí. À đây rồi. Bạn ơi, bạn ơi. Bạn ơi, chắc là đi chơi rồi đấy. Hàng thì về nhiều mà không biết lối mà về. Mà đi chơi quả này về thì chết mà. Anh đâu giờ về? Thì anh đi có việc tí về. Không gì. Anh thì biết hàng về nhiều mà mình em nhà bán sao hết. Hàng về anh về luôn nhớ. Hàng này thì bán bao giờ hết thì về. Đây được. Suốt ngày lượn đi chơi. Em còn đang hay hơn hết của anh cơ. Gì em? Lên nha. Ui ui. Ra ra ngay đi. Em xin lỗi.
con này. Thôi bà nhìn đi, cháu có cách. Mọi người nhớ follow nó cho bà nha. Mày đi vào đây. Trong đây có thằng nào bảo thuật hay lắm. Vào đây, đi lên, vào đây. Anh ơi, anh ra làm toàn trò này nhưng qua cho em phát. Đi về xem nào. Chết cụ mày đi này chúng tao nhưng qua rồi. Đi ra thằng ngu. Con nào làm mà thuật không vào đây xem nào. Ở nhà trong nhà nhá, tôi đi có việc tí nhá. Ok. Yến ơi, hãy đi thôi. Thôi, bỏ đi mà làm người. Xỉu xỉu, đánh xỉu cho em. Xỉu nhá. Thôi, hết mẹ tiền rồi làm thế nào? Nạp tiền đi. Nạp mẹ thì có tiền. À, em có cách. Mày thì có cái chó gì? Anh cứ tin là em. Anh Hoàng, em đây. Nghe tiếng quen quen. Em Yến đây. Mày mặc bối làm gì? Lại đây em bảo. Bây giờ nha, em về phe chị Sen, anh về phe anh Hải, để cả hai mình đều có lợi. Đời thân trai bao nhiêu gánh vác mang trên vai biết bao. Bác có vấn đề không? Để bố trả lời cho con đi. Ôm à, đâu bố xem nào. Đây bố ơi, mẹ ốm rồi. Hôm nay bố đừng bắt mẹ làm người nhá. Thôi rồi con ạ, ốm tha ra thải. Cút. Ơ sao đuổi em, em đang ốm mà. Ốm cũng phải làm. Nhanh cái tay lên. Ốm nào mà nói gì. Này đang xèo ấy. Chịu qua mày đóng hàng vào. Thôi mẹ ơi, để con nhìn cách khác. Xong đấy bạn ơi, cảm ơn bạn nhá. Tôi giúp bạn xong rồi, giờ bạn phải giúp tôi. Giúp cái gì bạn? Thằng này nó đánh tôi. Thôi bạn ạ, một điều nhịn chín điều này. Thằng này rồi. Chúng mày quan sát cái gì? Chết mẹ mày chưa? Ô bạn ơi. Bạn ơi. Tôi toang rồi. Hả? Mày hả? Đi ơi, đi về. Đi. Hai. Lần này bán được nhiều hàng thế, có tiền chưa? Bố hay nhiều tiền đấy. Cậu nhớ lại bố hay nhiều tiền lắm. Nhiều tiền thì sao? Thì cô không thích tiền à? Không, tao không làm việc đấy. Đưa tiền này. Đưa hết đây cái bảo chị Sen.
đi. Đây, biển đây, ra bơi đi. Cô lừa cháu à, chẳng đi là biển anh đi về đây. Đi. Coi con của mình nhảy kìa. Thật à? Vâng, như vậy này. Cái điện đâu? Thôi, có yến xong rồi. Đâu có đương rồi, yêu đương đâu, con nóng hăng mà. Ơi. Yêu có đương à, mày chết với tao. Chết chưa, ai bảo không qua treo cháu. Mày nhớ đấy. Leo leo leo. Mẹ trên đây, mẹ ăn quầy trứng chưa? Ăn rồi, mày xuống đây làm gì? Con xuống mẹ mà. Sao mày bảo mày về phe với bố mày? Con nói vậy thôi, con về phe mẹ mà. Thật không? Nhanh cái tay lên, làm ăn trở về à. Cái con này. Con nói cho mẹ biết này, trong 16 hồi này, không có mẹ con gì hết. Được, bố con mày được đấy. Con đứa này mẹ. Con cái gì? Thắng ngọc mùa. Thua mình nè. Chị phố. Đi. Bố làm cái gì con rồi? Bố đi xét nghiệm ăn đi nào. Để xem mày phải là con của bố mày không? Thế bố không phải xét nghiệm đâu. Vì sao? Con là con không biết. Ông Quyết là ông nào? Ông Quyết làm gì kìa? Phải sợ mẹ sen á? Bố chứng minh đi. Được, để bố chứng minh. Mẹ sen đâu rồi? Mang cái giàn ra đây. Tóc nhập không? Giữ nha.
sao vậy? Cứ thôi đi nhuộm tóc. Nhuộm tóc thì con gái nói từ từ đuổi nó vậy à? Tao chết mẹ rồi. Nghe rõ chưa? Rõ. Ra bảo bố đi. Bố ơi, bố muốn vào nhà không? Có. Làm sao nữa? Mẹ bảo bố muốn vào nhà phải đóng hàng. Chịu. Bố mới chết không đóng hàng. Đừng thế nào con. Thôi bố ơi, lên con đi. Bản lĩnh thì có đấy. Nhưng mà đoán thì không chịu được. Chỉ là giấc mơ. Em muốn nói thế mà. Chị cho em ăn tiếp nha. Cô Yến ơi. Cái gì? Cô ơi, con lợn của cháu đi làm sao vậy? Đâu, đưa ra cho xem nào. Tôi nó bị kẹt ở đây này. Cô xem nào. Đâu, bị kẹt. Ô, con này. Thôi đây. Cho cô lọ hơi nách. Hơi nách của bố Hải không cho được đâu. Cho cô đi, một lọ thôi. Không được là không được nha. Ừ, tưởng thế nào, đúng là trẻ con, dễ lừa thật. Đỡ phải tốn tiền mua. Ruột đâu nhỉ? Thôi chết mẹ, cứ thối lừa rồi. Con non là xanh lắm. Đây, của hai bố con đây. Hơi lâu đây. Ngon đấy con. Lúc này lông đẹp gì mà dài này. Bố đây con.
Ngày hôm sau. Bố lên con. Ok con. Hương ngày ngon đấy. Cái gì đây? Cái là lông nách để bố ạ. Thế mày xem tẩy lông nách chưa? Tẩy rồi, đây. Thế lông gì đây bố? Em ơi, em làm sao mà em đói à? Chị cho em nhé. Nope. Thôi, không dùng bê cháu à? Thế là con lợn của cháu bị làm sao? À? Con lợn có làm gì đâu mà bị sao? Thôi, mình dở văn vừa ấy, xuống bê cháu đi. Cô lại nó xem. Nope. Đâu? Đâu xem nào? Cô nó bị kẹt ở đây. Đâu? Im xem nào. Gặp em. Luôn. Bình tĩnh đã em. Có gì nói luôn. Anh có hôn lách cho em này. Em ơi, anh hôn lách à? Em ơi. Em bảo anh hôn lách hả? Em ơi. Mẹ cái thằng này, nó kín thế em cũng biết. À, mẹ con lợn này cũng biết mình à? Đi không biết sao không gọi tao vậy? Sợ vợ đi được đéo đâu mà gọi. Mày nói ai sợ vợ? Tao bảo mày sợ vợ đấy. Vợ tao à? Chỉ một ngón. Tao xem mày thể hiện đến đâu. Ui giời gì chứ. Bảo đi bán hôm nay ông đi uống bia. Lần sau mà đi uống bia thì chết. Rồi đi đi vào. Thế hồn nào, ông liệu có thân hồn đấy. Từ lúc quen em, anh tưởng em hiền lành và đoan trang nết na. Nào đâu cưới xong em đánh anh như là con. Em không phải ăn cơm à? Em ăn nó buồn. Sao mà buồn? Thì con gà mái nó bị bắt trộm mất rồi. Bắt rồi thôi, đi bán cơm. Đây này, anh đang phải ấp trứng này. Làm cho cả này. Cái gì vậy? Ấp trứng á? Ừ. Luyền thuyền thì đi bán cơm đi. Em vào đi. Em thương các em lắm, cố lên các em nhá. Trứng à? Con này thì chết với bà nhá. Ấp bà. Ấp à. Trứng à? Ấp bà. Ấp mà chín luôn à? Xuống. Ê, anh có đi vào đâu? Nhanh. Trứng à? Trứng cái gì? Ấp cái gì rồi? Đi vào. Không biết ngu nào mà ngu bỏ đi. Gọi đi nào. Hải ơi. Ôi. Nhìn chung ma vậy. Có mày là con ma thì có. Ừ. Ô sao bạn này ở đây? Không vào nhà. Bạn bè đéo gì cái loại mày. Bỏ đi rồi làm tao đéo ra vào nhà ai đâu. Thế bạn đã ăn gì chưa? Đã được ăn cái đéo gì đâu. Ừ.
Thôi đồng hồ chết rồi. Alo, Ý Tuyển à, cho em có đồng hồ mới nha. Em ơi, đồng hồ tới rồi đây. Em mang đây cho em với. Ok em. Để đâu em? Anh cứ dí thẳng vào tai ông ấy cho em. Ném mẹ cái tay lên, 7 giờ sáng rồi. Mẹ á, tự nhiên mua cái đồng hồ này làm gì nữa. Của em hết bao tiền anh? Của em 11 triệu. Ờ, em tưởng 13 triệu. Anh đang sell. Em đang sell à? Vâng, vậy em gửi anh tiền nhá. Ờ, ok em. Gửi anh về nhá. Từ mai đúng giờ mà dậy nhá. Cơm mẹ nấu, cứ ăn bữa bỏ. Bước ra đời, cứ đói bữa no. Mấy ngày nay tao nói đấy, mày có định chuộc nhà cho tao không? Mẹ cái gì xem nào, cái bảo mẹ cứ bán luôn nách đi xong rồi lấy tiền chuộc nhà mà. Thế mới định để tao bán đến bao giờ? Bao nhiêu tiền một loại nách này? Thì 199.000 thì bao nhiêu nữa. Mày định để tao bán bao nhiêu loại như này mới đủ tiền chuộc nhà? Thì mẹ bán khoảng 20.000 loại chứ mấy mà. Thôi, tao đeo bán nữa đâu. Này, còn cách nào không? Còn, nhưng mà hơi khó đấy. Làm sao nào? Bỏ ra này con đi chơi thì con ngã đầu đứng này nên mày bỏ ra. Đưa đi cả tay xem nào. Không được, mày đi. Đây sân nào? Đây. Tạnh mưa đi. Tạnh mưa đi. Tạnh mưa đi. Chạy mưa, chạy đuôi nhanh lên. Bây giờ chạy cũng không kịp đâu, để con khấn cho nó đỡ mưa. Thôi. Tạnh mưa đi. Nhanh cái tay lên, bao nhiêu hàng ngồi mà sao à? Nhìn cái gì mà nhìn? Đóng hết hơn anh nhưng sao để lông, nghe chưa? Rồi sợ quá. Mày làm sao vậy? Đây hay, con không nhìn thấy à? Cái gì vậy? Ôi đồ, mẹ sẽ sợ con anh. Thật à? Vâng. Bố anh đi đâu vậy? Quả này về đây chết đấy bà, nghe chưa? Bây giờ hai mẹ con mày muốn sao? Úi trời, tưởng thế nào cơ? Có ai cái sợ ngay nhờ? Vào. Quả này thì mẹ xem mất nóc nhà rồi. Sai đi mua mấy cái bình mà giờ không thấy đâu nữa rồi. Chắc là bố đi chơi rồi. Rồi. Mày bảo mày đi đâu? Mà tao bảo đi mua bỉm. Thế mày đã mua chưa? Chưa. Ui giời, ui thế mà đi mua đi được gì nữa. Mua được tặng cả xe nữa, 80 bỉm nữa tặng xe mà còn rất nhiều phần quà nữa cơ. Được, giỏi, đây.